Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sau đây trước ống kính cũng như là màn hình của các bác đang xem, nó là một con Sansui Receiver dòng G khủng long. Nó là G9000DB. Con này hàng bay vừa về sáng nay. Thì giờ em cũng quay chi tiết sơ sơ xương xương cho các bác cùng chiêm ngưỡng. Thì đặc biệt con này về là dòng đốm béo nha, rất là đẹp nha. Đẹp keng luôn nha. Tí nữa em sẽ mở ruột gan cho các bác xem. Khi em nó lên đèn rất là đẹp nha. Là dòng dòng G, là dòng khi lên đèn rất là sang. 4 đồng hồ. Con này có giá là 67 triệu nha nè. Bao ship toàn quốc cho các bác. Này công suất là 700W. Rồi sau đây em sẽ mở ruột gan cho anh em xem. Chưa vệ sinh nha, nói chung là rất là mới. Về hàng về thế này rất là ưng bụng rồi, nên vệ sinh bụi bặm nữa là ok. Như cái này là vệ sinh nó sẽ đẹp liền. Còn bụi tay này sơ sơ thôi à. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nha, rồi em sẽ mở ruột gan cho các bác cùng xem. Rồi và mời các bác cùng xem con này về rất là mới nha. Phe trước thì này còn rất là đẹp, không chạy trước gì luôn đấy. Sexy là 7 màu. Anh em thấy đồ đẹp không? Một cái tăng phôi nguồn xuyến rất là to. Dòng này là chạy 4 nguồn điện nha các bác, 4 nguồn điện. Sexy vàng éo luôn nha. Con này đi về đường e-bay rất là đẹp luôn. Còn bụi bặm tí nữa em sẽ vệ sinh lại cho nó sạch đẹp. Đấy, anh em xem. Rất là khủng long luôn. Rồi em sẽ có một video quay tiếp tục. Con này vừa về, vừa khui xong. Vừa khui và bê que cho các bác luôn. Còn nguyên bụi tay luôn. Quá là mới nha. Giá là 67 triệu. Anh em nào sưu tầm thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Con này đặc biệt là anh em để phòng khách trưng bày tuyệt vời. Size rất là to nha. Tầm 6 mấy cm. Rất là bự. Anh em thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Sáng tròn. Rồi em xin phép là dừng video. Hẹn các bác ở video kế tiếp nha. Sansui G9000DB.